Rồi, xin chào tất cả các anh chị em. Một cái khâu cực kỳ quan trọng trong edit video đó chính là research AI. Và hôm nay mình xin chia sẻ cái cách để bạn lưu cái preset đó để không cần phải căn chỉnh từng thông số cho cái lần xài lần sau, chỉ cần một cú click là xong. Và bổ sung thêm một cái thông tin nữa là trong cái dịp cuối năm này, cái trang web thanhsangedit.com sẽ giảm giá tất cả mọi tài nguyên, tất cả mọi khóa học ở về cái mức thấp nhất ha, mức sàn. Và bạn không thể tìm ở cái thời điểm nào tốt hơn cái giá này nữa. Thì anh chị em nào cần sở hữu có thể là tham khảo và có thể là sở hữu cho mình những cái bộ tài nguyên cũng như là ghé để có thể là học trong cái trang thanhsangedit này cùng mình nhé. Rồi, ok, vào việc ha. Rồi, để mà ứng dụng tính năng làm đẹp da thì bạn mở cấp PC lên, chọn vào một video bất kỳ. Đấy là cái cách bạn hay làm, nhưng mà mình thì mình không khuyến khích cách này. Vì bạn chỉnh cho một video, bạn đâu có nhớ hết thông số đâu đúng không? Cập nhật lên bản mới, quét tất cả các video và bạn chọn, bạn chỉnh, nó sẽ chỉnh một lần luôn. Nhưng đây cũng không phải là cách mình ưu tiên và hướng tới. Bây giờ mình sẽ chọn một cái video trước, xong rồi mình làm cái preset. Sau bữa sau mình chỉ có việc click vào một cú click thôi là làm đẹp tất cả rồi, rất nhanh. Bạn zoom to video lên, bạn sẽ thấy là có những cái khuyết điểm khuôn mặt hay là nếp nhăn. Thì bây giờ mình sẽ chọn vào video, mình chọn thay vì basic, mình chọn retouch, mình chọn fade và mình chọn retouch. Thì các bạn thấy cái phần invent này á, là sẽ xóa khuyết điểm trên khuôn mặt này, smooth là sẽ là nếp nhăn. Rồi, cái phần tiếp theo là cái phần trắng cái gương mặt thì whitening, và nó trắng gương mặt. Và cái phần whitening là cái phần trắng răng, hở răng ra nó sẽ trắng hơn bình thường, thẩm mỹ hơn cái video của mình, đẹp hơn ha. Thì bây giờ sau khi nam thì mình chỉ có việc chỉnh bốn thông số này thôi, đấy là cái cách mình hay xài. Còn nữ thì bạn có thể là chỉnh thêm những cái phần mắt, mũi, miệng hay là trang điểm, chân mày đồ này kia, rất là nhiều thứ ở đây. Thì đảm bảo một điều á, bạn chỉnh những thông số này nó sẽ không nhớ được, nên là bạn phải lưu preset. Và một điều quan trọng nữa là chỉnh nó phải đồng bộ, nó sẽ sai một xíu thì những cái video nó khác, nên là bạn phải lưu preset bằng cách save as preset. Khi bạn lưu rồi, bạn chọn vào file preset, nó sẽ có cái preset ở đây. Và bạn nên nhớ là khi bạn chọn cái preset khuôn mặt thì những cái tính năng pro á, thì bắt buộc khi bạn xài preset á, nó cũng phải là cấp cấp pro nó mới cho sử dụng ha. Rồi tiếp theo đến cái phần body thì mình sẽ không chỉnh nhiều, mình chỉ chỉnh smooth, đó chính là làm mềm tất cả vùng da, ví dụ như hở da ra là nó mềm, hoặc là trắng da những cái vùng khác khuôn mặt ha. Ví dụ như là tay, chân, nói chung là nó hở ra là sẽ trắng hết đều, chứ còn làm một cái gương mặt nó rất là kỳ ha. Đấy là cái cách mình hay làm và mình cũng self reset luôn. Nữ thì có thể chỉnh thêm ví dụ như eo, mông, ngực hay là những cái phần linh tinh khác, nhưng mà nam thì chỉ chỉnh chừng đó là ok. Rồi bây giờ mình có cái phần là rename cái preset để cho mình dễ nhớ, tại vì bữa sau á mình sẽ có làm nhiều cái reset, ví dụ reset ban ngày, reset ban đêm cho nữ, cho nam, rồi cho người già đó. Đối với những anh chị em editor xài edit cho khách hàng á, thì có rất nhiều cái preset, nên là đây là một tính năng cực kỳ quan trọng. Và nếu anh chị em thấy tới thời điểm này thấy cái này giá trị và hay thì anh chị em cho mình một like và một đăng ký kênh nhé. Ok, lát nữa phần cuối video này á, thì mình sẽ có một cái phần quảng cáo cho cái phần dịch vụ cấp kết PC dùng chung của mình, anh chị em cố gắng xem để nhận ưu đãi ha. Rồi bây giờ có một cái phần nữa là self preset, sau khi xong á thì bạn chỉ có việc là click vào cái video thứ hai này, đây là trước nè và đây là sau. Cái video thứ hai này bạn chỉ cần click preset là được, không cần chỉnh nữa ha, không cần chỉnh như video thứ nhất, tiết kiệm rất nhiều thời gian. Và bạn hoàn toàn có thể là bôi hàng loạt và click vào cái preset là nó nhận luôn. Rồi đối với một phần nữa, có một cái phần về các tính năng làm đẹp da hay làm mịn da hay chỉnh body này kia đó, thì mình đã làm ở cái bài trước đó, mình để dưới phần bình luận, ghim lên phần bình luận cho anh chị em không biết thì xem lại tất cả những tính năng này ha, tất cả tính năng này nó chỉnh như thế nào. Tại vì nó có nhiều thông số khá là dễ, nhưng mà chỉnh hiệu quả thì không phải ai cũng biết, không phải ai cũng biết và không phải ai làm cũng đẹp, nên là mình đã có làm một video trước đó. Thì anh chị em có thể là không nắm vững thì có thể là xem lại cái bài học. Còn đây mình sẽ nói sơ qua về cái tính năng cấp kết PC dùng chung. Thì bạn có thể là sử dụng những cái tính năng pro mà nó đang có chữ pro ở đây để bạn xuất được cái video ra ha. Đấy. Rồi nếu anh chị em cần học edit video cũng như là cần mua những bộ tài nguyên đầy đủ để làm video thì mình có để cái bình luận đầu tiên mình ghim lên ha. Và các anh chị dùng chung bản cấp kết á, thì có thể là liên hệ mình qua Zalo dưới phần mô tả nha. Rồi nếu thấy video nào hay đừng quên cho một like và một đăng ký kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video lần sau.